chào khán giả của truyền SCT. Xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Cách đây độ vài ngày tôi có phân tích quý vị cái chuyện là tại sao Nhật cương tới bến mà cương thật sự với lại Trung Quốc hai bài rồi, thấy không? Và chúng ta đã nắm cái chuyện đó là vấn đề đối ngoại là các thứ ở biển Đông rồi biển Hoa Đông vân vân. Hôm nay cũng cái đề tài tôi muốn phân tích sâu hơn cái nội bộ của Nhật và cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan của ông Thủ tướng Fumio Kishida như thế nào và nó có vẻ giống như tình trạng của ông Joe Biden ở bên Mỹ à đó là câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn nói cho quý vị. Thưa quý vị nhớ khi trước tôi cho quý vị coi cái đoạn video ông Thủ tướng Kishida sau khi tiếp ông Phạm Minh Chính Thủ tướng Việt Nam vừa mới đi về thì hai ba ngày sau ông đến căn cứ Asaka phía Bắc Tokyo ông duyệt binh đi trên xe tăng thị uy rồi nói à chúng ta phải viết lại hiến pháp chúng ta phải thế này thế kia chúng ta có thể tấn công là đối phương trước khi đối phương tấn công mình vân 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 hình ảnh rất là khí thế rất là quân phiệt đúng không chúng ta tưởng đâu này cứng rắn nhưng bây giờ biết ra là có lẽ hình như ông đang làm động tác giả hình như ông đang làm động tác giả bởi vì ông này đó dưới cái thời ông làm ngoại trưởng Quý vị nhớ thì trước tôi nói vì ông làm con bồ câu Bây giờ ông đóng vai là một con gọi là gì diều hâu Có vẻ cứng rắn Nhưng điều đó không qua mắt được ông Shinzo Abe Cựu Thủ tướng Nhật Ngoài ông này ra Thì còn có ông ngoại trưởng của ông này nữa Cũng được coi là thành phần Nghĩa là không phải là diều hâu như ông Abe Thành ra quý vị nhớ Thì trước tôi cho quý vị coi cái cảnh Cái, cái bài phát biểu của ông Abe mà ông nói rằng là Trung Quốc mà đụng đài Loan, đài Loan mà khẩn cấp thì cũng là Nhật khẩn cấp luôn. Thì mới hôm thứ ba tuần rồi ông lại phát biểu linh tinh nữa, à Trong một cái buổi nói chuyện online ở trực tuyến về vấn đề an ninh, thì ông có nói này, thấy không? Một cuộc phiêu lưu quân sự nếu, thấy không? Mà là được thực hiện đối với cái là một cái cường quốc mà kinh tế lớn như như Trung Quốc mà có một cuộc phiêu lưu quân sự thì cái đó sẽ là một sự tự sát tự sát ông cảnh báo như thế thấy không rồi ông nói luôn thấy không chúng ta phải yêu cầu thấy không Trung Quốc không được theo đuổi chính sách mở rộng lãnh thổ và phải ngưng không được kích động hoặc ăn hiếp những nước khác những nước láng hiền Bởi vì điều đó sẽ làm hại Cho quyền lợi của Trung Quốc yeah. Những cái phát biểu này của ông Là phát biểu xanh dần Thấy chưa Và ông cũng cảnh báo luôn Là trong thời gian qua Trung Quốc đã có những cái hành động Gây hấn ở Biển Đông Cũng như Biển Hoa Đông Điều đó là không thể chấp nhận được Và ông nói nếu Trung Quốc Mà hành động là, là tự sát À Bây giờ người ta mới thắc mắc là tại sao Shinzo Abe làm cái chuyện này Và hôm trước quý vị nhớ tôi nói quý vị khi mà bà Hoa Xuân Oánh á, Thụ tá ngoại trưởng của Trung Quốc á, triệu tập cái ông đại sứ của ông Nhật lên Ở Tokyo đó, ở, ở Bắc Kinh lên để mà, mà, mà kháng cự đó Thì ông đại sứ đóng cự lắm Thì sau đó một phát ngôn viên của Nhật mới nói rằng là gì Trung Quốc phải hiểu rằng là ở Nhật có những người có suy nghĩ như thế Có suy nghĩ chống Trung Quốc thế bây giờ tại sao mà cái chuyện ông abe này ông nói như thế thì người ta mới thấy rằng như thế này ông abe mặc dù không còn làm trong chính quyền nhưng vẫn còn là một nhân vật rất là ảnh hưởng trong đảng ldp và trước đây ông làm thủ tướng thì ông không thể nói như vậy được bây giờ ông không còn làm thủ tướng thì ông nói thoải mái đó là cái thứ nhất ông muốn cảnh cáo trung quốc điểm thứ hai là ông muốn đẩy Ông Kishida Qua một cái tình thế Mà ông Kishida bị tình nghi là Không có gọi là Diều hâu đủ Không có cứng rắn với Trung Quốc à, Thành ra ông đẩy ông Kishida Khi ông bắt biểu như vậy Thì ông Kishida bị vô cái thế đó Nghe không Ngoài ông Kishida ra Còn có một ông nữa Trong cái cánh của ông Kishida đó là ông ngoại trưởng của Nhật Thấy không Ông đó là cái ông Tên hơi dài thưa quý vị Đây để tôi đọc cho quý vị nghe Ông đó là ông ngoại trưởng của Nhật Là ông Yoshimasa Hayashi Đây ông này Ông này trước đây ra ứng cử thủ tướng Nhưng không thành công Ông này bây giờ được Trung Quốc Mời sang thăm vào năm tới Thành ra ông AB lo rằng ông Kishida Và ông Ayashi là coi như không phải dầu hầu Cho nên ông AB mới phát biểu gọi là linh tinh như thế Hai ba ngày nay để đẩy hai ông này vào cái thế Mà không được hòa hoãn với Trung Quốc Thấy chưa Và người ta thắc mắc tại sao ông AB nói như thế Tôi giải thích quý vị rồi là khi ông làm thủ tướng ông không nói bởi vì nói như thế nó làm tiếng, tiếng nói chính thức của Nhật ông ngại ngùng bây giờ không còn làm nữa thì ông nói thoải mái mà người ta cũng thắc mắc luôn là bởi vì trước đây khi mà ông làm thủ tướng khi lần đầu tiên mà ông lên làm uh, thủ tướng đó năm 2006 nghìn thì cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông ông đến thăm trung quốc ông đến thăm trung quốc để hàn gắn cái mối quan hệ căng thẳng giữa trung quốc với lại thủ tướng của nhật trước đó là ông junichiro koizumi Huy nhớ ông, ông là cái ông có cái tóc bạc thế này này Đó Thì thời ông Kojumi với Trung Quốc đang lặng Ông Abe ông lên ông hòa hoãn Nhưng mà hòa hoãn hồi thế anh Trung Quốc này chơi có được Bởi vì anh Trung Quốc này càng ngày anh càng mở rộng ra và anh càng quậy Thì lúc mà ông Abe ông làm thủ tướng ông không thể nói được Bây giờ không làm thủ tướng thì ông nói Và cái quan trọng đó là nội bộ của Nhật Ông muốn đẩy ông Hayashi và ông uh, Kishida vô cái thế là mấy anh không được đi qua trung quốc để hòa hoãn với trung quốc đó, đó là lý do tại sao mà ông kỳ đà khi mới lên hồi tháng 10 vừa rồi và hôm rồi ông leo lên xe tăng mặc đồ ông làm ra vẻ giống như là ông diều hâu nhưng mà thực ra ông abe biết anh đừng có làm bộ đóng kịch ông abe ông không muốn bởi vì ông muốn là gì nếu nhật mà hoãn với trung quốc phải có điều kiện phải có điều kiện nhưng mà trước khi qua cái điều kiện đó thì bây giờ ông Kishida lại vô một cái thế khó nữa. Là Trung Quốc bây giờ đang căng thẳng với như vậy. Ông đang tìm cách hòa hoãn Trung Quốc thì bị ông AB lên tiếng như thế. Đưa vào cái thế khó. Rồi thêm cái gì nữa? À, tháng 2 năm tới đây có thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Những nước đồng minh thân cận của Nhật bây giờ đã lên tiếng tẩy chay ngoại giao thế vận hội. Mỹ, Anh, Úc, Canada đã lên tiếng rồi. Thấy chưa? Bây giờ Nhật sao đây? À, ông Nhật vô cái thế khó nữa. Thấy chưa? Bây giờ mà ông Nhật tẩy chay nó nó kẹt. Có thể là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của Nhật. Bởi Nhật làm ăn buôn bán Trung Quốc nhiều lắm. Ông Jay Shashi và ông Kishida đất đang muốn nó là hòa hoãn. Mà bây giờ nó với cái áp lực của ông Abe áp lực của các nước đồng minh và đặc biệt cái gì quý vị biết không vấn đề ở à, vấn đề gọi là tân cương vấn đề tân cương cái lý do mà các bốn quốc gia cái tẩy chay trung quốc ở thế vận hội là vấn đề họ tố cáo trung quốc là diệt chủng và vi phạm nhân quyền ở tân cương đúng sai mình khoa nói tới nhưng mà đó là bốn cái anh, anh to miệng anh nói như thế ông Nhật bia kẹt. Ông Nhật không biết phải làm như thế nào. Vừa bị ông AB đẩy vô cái chỗ mà kẹt, bây giờ lại bị thêm bốn đồng minh này cũng vô tình đẩy vô luôn. Ông Kishida làm gì đấy? Tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. ơn quý vị màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái thế tiến thoái lưỡng nan của Nhật trong vấn đề đối phó với Trung Quốc qua vấn đề đối ngoại, trong vấn đề an ninh cũng như trong cái vấn đề mà thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Bắc Kinh vào năm tới. Thì bây giờ đó ông Kishida bị vô cái thế như thế rồi ông đang lưỡng lự không biết là nên đi như thế nào thì trong lúc đó lại bị thêm một ông nữa là ông taro kono ông này bây giờ là một phát ngôn viên của đảng ông này cũng từng ra ứng cử chức thủ tướng nhưng không được ông cũng chỉ trích nặng nề cái chuyện mà thế vận hội bắc kinh ông bảo nếu mà nhật không tẩy chay ngoại giao thế vận hội này mà tham dự thì điều đó có nghĩa là nhật coi thường cái nhân quyền của con người ta đặc biệt những người duy ngô nhĩ ở tân cương học cài vô liền ông nhật bây giờ kẹt toàn là những vị gọi là từng có ảnh hưởng trong đảng họ đẩy cái ông kishida này vào cái thế là phải đối đầu với trung quốc mà ông kishida bây giờ không muốn ông muốn nối lại với Trung Quốc giống như ông Abe đã từng làm trước đây khi ông Abe lên làm thủ tướng năm 2006 người thấy buồn cười ông cái gì gia là phức tạp lúc mà ngồi vào cái ghế thế nó khác mà ra khỏi cái ghế này thì mới thể hiện con người thật ông kỳ sĩ thực ra là ông phải không có nhiều hâu bây giờ đưa ông lên làm thủ tướng bị một anh nhiều hâu đẩy vào cái thế đó thì ông phải đóng vai nhiều hâu mà chưa đóng hết nhiều hâu mà anh kia vẫn nghi anh là bồ câu đó. Mà bây giờ nếu mà đi theo mà không tẩy chay Trung Quốc thì mất mặt bầu cua với Mỹ, Úc, Canada và Anh. Mà bây giờ tẩy chay Trung Quốc thì kẹt cho các doanh nghiệp của Nhật. Mà bây giờ dân Nhật thì đang ghét Trung Quốc vô cùng. Họ cũng phản đối cái chuyện này. Thế giờ ông Nhật làm gì đây? Thì các chuyên gia đều nói rằng ông Kishida bây giờ đang đợi đến phút chót. Đợi đến phút chót mới quyết định. Hoặc nếu phải quyết định Thì có lẽ là họ sẽ tìm cái gọi là middle ground Tức là ở giữa thôi Không chính thức mà cũng không bán chính thức Có thể họ sẽ gửi hai cái ông mà giới chức Cũng là chính phủ nhưng mà giới chức thể thao Cái ông ví dụ như chủ tịch ủy ban thế vận của uh, Nhật Với lại một cái ông trưởng ban thể thao cộng đồng như đại khái như thế Tức là cũng giới chức nhà nước nhưng không phải giới chức cao cấp bởi vì thường thường đi thế vận hội đó là người ta mà ngon nhất là người ta gửi thủ tướng hoặc là tổng thống hoặc là vua hoặc là nữ hoàng đi có đúng không còn nhẹ nhẹ mà cứ ngoại trưởng hay là bộ trưởng nói chung là một người trong nội các đây có thể nhật sẽ gửi một người không phải trong nội các thì chuyện đó có thể xảy ra nhưng mà cái điểm thứ hai của cái chương trình hôm nay tôi muốn nói tới là quý vị thấy không một lần nữa Tôi khẳng định với quý vị hầu hết các chính sách ngoại giao trên thế giới đều do chính sách nội bộ nó ảnh hưởng. Nhật cũng không ngoại lệ. Quý vị nhớ cho tôi kể quý vị ông Joe Biden ở Mỹ không? Sau khi lên làm tổng thống, ông không muốn đối đầu với Trung Quốc. Nhưng ông bị vướng cái bóng của ông Donald Trump và các cử tri fan cứng của ông Trump. Ông đã nhiều lần nhá 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 muốn hòa hoãn với Trung Quốc để làm ăn cho bây giờ đó. Bây giờ thuế như vậy dân Mỹ lãnh đủ Cương với Trung Quốc là cả thế giới không có tốt Và ông đã nhá hàng bằng cách là gì? Để cho Canada thả bà Mạnh Vãn Chu Sau khi nói chuyện ông Tập Cận Bình nhớ không? Nhưng mà sau đó xảy ra cái bầu cử bên vực sinh nhà Ông Terry McAfee của Đảng Dân Chủ bị thua ông Len Junkin Cái đó làm cho ông Biden lo ngại Và tôi đã nói cái vị có đúng không? thì bây giờ cũng vậy luôn ông côi ông 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 kishida cũng đang ở cái thế giống như ông biden rất muốn làm ăn với trung quốc rất muốn hòa hoãn với trung quốc nhưng bị cái bóng của ông shinzo abe nhất là hai cái lần phát biểu cái này rồi thêm ông đó là kono taro kono quý vị thấy không rồi thêm các đồng minh nữa thấy chưa nó ảnh hưởng ông kishida không dám đó là bị tiến thoái lưỡng nan giữa hai ông và tôi nói quý vị nhớ ông, ông Biden hôm đó tôi nói đó Trung Quốc họ lo ngại là ông Biden sẽ làm những cái chuyện điên rồ Mà đúng ông làm thật Ngày hôm thứ năm vừa rồi Mỹ đã trừng phạt những công ty Bốn công ty mà làm thuốc gọi là giảm đau Chuyên môn bán qua mạng cho Mỹ Bởi vì họ nói rằng là gì Những người này uống cái thuốc này nghiện Điểm thứ hai nữa, ông Biden bắt đầu trừng phạt một số công ty của Mỹ mà bị tố cáo là có làm ăn ở Tân Cương. Và bây giờ nó thành luật rồi. Ông Biden đã phải ký. Tức là trong những ngày tháng tới, các công ty nhập hàng của Trung Quốc vào Mỹ phải chứng minh được là hàng này không phải làm ở dưới cái gọi là sức mồ hôi của những người lao động khổ sai ở Tân Cương. Thấy chưa, ông Biden đẩy có thế mà tiếp tục đối đầu với Trung Quốc. Ông Kishida bây giờ cũng vậy. Ông Kishida vừa bị ngay trong đảng LDP của mình bị vấn đề lãnh thổ mà hôm trước tôi có nói với quý vị rồi, bởi vì Trung Quốc là rõ ràng vì họ đang âm mưu họ mở rộng lãnh thổ. Và Nhật người dân Nhật biết ngay nếu mà Trung Quốc lấy được Đài Loan thì thế nào Nhật cũng bị đe dọa và họ nhìn Trung Quốc rất là xấu xa lúc này mà Trung Quốc họ không giấu cái chuyện đó mộng Trung Quốc là phải gom đảo Đài Loan gom những cái đảo là điếu ngư đài hay là xét các cư rồi những cái đảo nó phải cho quý vị coi được ngay cả qua mà ngay cả Nhật luôn Nam Hàn luôn một tỷ bốn dân thưa quý vị chúng tôi nhiều người dân lắm Nhật và các nước khác biết cái điều đó thành nhân nếu họ biết rằng họ không trận lúc này là kẹt thành ra ông coi ông ông kỳ đó ông muốn là làm sao để cho kinh tế tăng lên bởi vì sao kinh tế mới là cốt lõi bởi vì nếu mà nhật mà bị trung quốc cứ trừng phạt cái kiểu này hay là làm căng cái chuyện này là kẹt cho các doanh nghiệp trung quốc lắm à, doanh nghiệp của nhật lắm quý vị biết không tôi kể quý vị một cái chuyện mà mở ngoặc tí xíu hiện nay là việt nam với trung quốc là trong những ngày qua ở cửa khẩu lạng sơn đó, 4.500 cái xe tải chở nông sản bị ứ ra không qua được cửa khẩu của Trung Quốc vì Trung Quốc áp dụng chính sách là zero covid các cửa khẩu khác dọc biên giới Trung Quốc Việt Nam đều bị đóng và cái xe nó dồn qua ai đi qua cũng phải xét nghiệm này kia làm bây giờ kẹt cứng ấy. có thật là Trung Quốc làm găng cái chuyện covid không hay là Trung Quốc chơi Việt Nam mình không biết nhưng mà trong hai lần gặp của Việt Nam với lại ông Vương Nghị Ngoại trưởng Trung Quốc. Lần đầu tiên vào tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi gặp ông Vương Nghị qua thăm Việt Nam cũng nhắc cái chuyện là làm sao cho thông thương hàng hóa. Và mới đây vào đầu tháng 12 này, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam sang gặp ông Vương Nghị bên Trung Quốc cũng nhắc chuyện thông thương hàng hóa. Bây giờ 4.500 chiếc kẹt ở tại Lạng Sơn. Hôm nay không biết là đi được bao nhiêu chiếc rồi không biết. Trung Quốc nó mạnh quá. Ông Kỳ Si Đà cũng lo cái chuyện đó Nhưng mà kẹt Dân Nhật có một những thành phần ghét Trung Quốc Mà tiêu biểu là ông Shinzo Abe Bây giờ ông hết làm chính trị gia Ông mới nói thật cái điều đó Ông hết làm thủ tướng thì đúng hơn Rồi thêm cái vụ thế vận hội Bắc Kinh nữa. Bây giờ mà Bốn nước kia tẩy chay mà Chẳng lẽ Nhật tham gia thì kỳ quá Thấy không Đó thưa quý Nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ nhiều khi chúng ta cứ tưởng là cái ông kỳ ông leo sẽ tăng vậy là tưởng ngon đâu, chưa chắc. Người ta sợ rằng sau đó ông sẽ để đầu tháng riêng này này, ông sẽ để cho ông nghĩa là Hayashi, ông ngoại trưởng đi qua thăm Trung Quốc là kẹt lắm. Đó, vì tình trạng Kishida cũng tiến thoái lưỡng nan giống như Joe Biden ở Mỹ khi mà đối đầu với Trung Quốc. Đã cương rồi thì khó rút ra lắm. Muốn rút ra bị cái lối giữa cái số cử gì trong nước áp lực thành ra cái câu nói đó là gì chính trị nội bộ nó ảnh hưởng chính trị nước ngoài là chính xác ghê lắm và một lần này nó lại chứng minh nữa thưa quý vị cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau